cái khuyến cáo của các cái đơn vị bảo vệ thực vật của địa phương thì bà con cần chủ động như sau. Thứ nhất là sau khi lúa ngâm ủ nứt nanh, trên tay tôi như thế này là hơi quá già quá mà chỉ là nứt nanh thôi, thì bà con làm tơi ra, sau đấy bà con sử dụng các cái phân các cái hóa chất xử lý hạt giống như là Enado hoặc là Cruiser Plus với liều lượng là 2 ml, pha trong nửa lít nước, sau đó 4 đến 5 kg giống sau khi đã ngâm ủ nứt nanh, tôi nói ở đây là hơi già quá, trộn đều lên và dùng cái lượng thuốc đã được pha trong nửa lít nước phun đều trên giống và trộn đều giống lên như thế này, và sau đó lấy hoặc là các cái bao tải hoặc là ni lông ủ trong 6 đến 12 tiếng rồi mới đem gieo mạ hoặc là gieo xạ trên ruộng. Ngoài ra nghe các cái khuyến cáo của các đơn vị bảo vệ thực vật có những bệnh và các cái đối tượng dịch hại đầu vụ, thì trước khi bà con đưa lúa đưa mạ ra cấy ở trên đồng thì bà con nên sử dụng một số cái loại thuốc bảo vệ thực vật có, đó là các cái thuốc nội hấp có hiệu lực kéo dài mà có ở trên cái thị trường của bà con, ví dụ như là Chess, ví dụ như là Ensin, Osin, bà con phun cho mạ trước khi đưa mạ ra cấy khoảng là từ 1 đến 2 ngày trước khi tiễn chân mạ. Và những cái lúa gieo thẳng, nếu như bà con cũng thấy các cái đơn vị bảo vệ thực vật khuyến cáo những cái dịch hại như bọ trĩ, như là bọ phấn hoặc là những cái đối tượng virus có trên địa bàn, thì bà con cũng cần phải chủ động phòng trừ những cái lúa gieo thẳng, và chúc bà con thành công.